Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferroci ZF2, một dòng xe đạp khung carbon cao cấp đến từ thương hiệu cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu của Ý. Và xe thì được sử dụng một bộ group chuyển động của Shimano 105 dòng R7000, 11 lít và 2 đĩa, và đặc biệt là được trang bị một cặp phanh đĩa, phanh dầu các bác nhé, phanh dầu đĩa. Vành là vành nhôm cao bảng, rất là đẹp. Thương hiệu Java, khung sườn với những đường cắt kim cương để cản gió di chuyển trên đường sẽ đạt được cái tốc độ rất là tốt. Và cái màu sơn cũng phối cũng rất là đẹp các bác nhé, đỏ rồi phối đen, cực kỳ đẹp. Xe thì còn tương đối là mới, hầu như là trên khung xe các thứ là không xuất hiện những cái vết xước nhỏ đáng kể cả. Nước sơn nguyên bản. Xe là còn cực kỳ mới. Thành nhôm cao bản, nguyên zin theo xe các bác nhé. Để ca này, nguyên zin. Sử dụng bộ đây là phanh dầu các bác nhé. Đây sẽ là cái chỗ để dầu của nó ở đây này, hộp dầu nó đây. Và đây là vẫn được sử dụng dây kéo cư để bóp cái dầu này vào hai cái bít tông đây, gồm một cái phanh đĩa cũng được sử dụng một cái phanh đĩa màu rất là đẹp này. Chạy một bộ group chuyển động Shimano 105 R5000 R7000 11 tầng lít và đây, trên này 105 2 tầng đĩa cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đùi trục rỗng cũng nguyên zin theo xe các bác nhé. Và bộ xe là nguyên bản hết, nguyên zin hết các bác nhé. Yên physics cũng là yên của Ý luôn. Ghi đông, trên ghi đông thì được sử dụng một bộ ghi đông carbon liền khối, liền phúc tăng, bản dẹp ghi đông thì có lỗ đi dây nhé, nhưng mà có lỗ để đi được vào khung. Rất là đẹp, cái ghi đông rất đẹp. Tay lắc R7000 cũng còn là tương đối là đẹp. Đĩa trên này cũng được sử dụng một cái bộ đĩa màu rất là đẹp, cùng phanh dầu trên dưới, dây chạy âm cả càng luôn này. Một chiếc xe mà option ngon này mà em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 19.800, mức giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc xe các bác sử dụng để đi hội nhóm thì tuyệt vời luôn. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi là phù hợp. Rất mượt,
cũng bộ group cũng thuộc dòng cao cấp của Shimano rồi. 105 một cái dòng mà các bác sử dụng rất nhiều, cực kỳ ngon. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 19.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.